này kho bạn để lửa riu riu thôi nha, bạn đừng có để lửa lớn nha. Mình để lửa lớn á là nó sẽ bị khét cái cá dưới này nha các bạn. Lâu lâu á thì bạn lấy cái giá hay cái sàn á, bạn làm cho cái cà chua á, nó xuống dưới cái đít nồi á, cho nó đừng có bị khét ha. Mình để nhỏ nhỏ lửa thôi nha các bạn. Món này thì mình ăn với cơm trắng với bánh mì thì rất là ngon luôn á nha các bạn. Mến chào quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel nha. Thì đây là cá nục nhí các bạn. Cá nục nhí này nửa ký nè. Còn đây là nửa ký cà chua ha, 100 g củ hành ha, hai trái ớt nha, bột nêm nha, đường cát nha, muối nha, nước mắm nha, một muỗng canh nước mắm nha. Thì bây giờ mình sẽ làm cái món cá nục sốt cà chua như cá đóng hộp nha các bạn. Rồi mời các bạn theo dõi video của mình nha. Thì trước tiên á, là bây giờ mình sẽ cắt cái cà chua này nhuyễn ra nha các bạn. Mình sẽ cắt cái hành này nó lát lát nó nhuyễn ra hồn hồn, mình cho vào trong cối sinh tố mình xay chung với cà chua nha các bạn. Đó, cái sắc lát lát nhuyễn ra vậy nè. Mình cho vào cái cối xay sinh tố mình xay chung với cà chua nha, cho nó nhuyễn ra ha. Rồi hai trái ớt mình cũng sắc phúc phúc cho nó nhuyễn ra như bạn, để ngồi mình cho vào cái cối xay sinh tố mình xay ha, cho nó dễ xay nha. Rồi bây giờ mình cắt cái cà chua nha các bạn. Cái cà chua thì bây giờ mình sẽ bỏ cái hộp ở trong này ra, mình không lấy cái hộp nha các bạn, cho đẹp nha. Mình bỏ cái hộp cà chua này đi nha các bạn. Mình có mấy cái hộp, mình chỉ lấy cái thịt cà chua bên ngoài thôi nha các bạn, để một hồi mình xay cho nó nhuyễn ra ha. Bạn sắp nhuyễn vậy nè, hồi mình cho vào trong cối mình xay nó dễ nha các bạn. Thôi nha các bạn, không lấy hộp. Thì nửa ký cá nục á thì mình sẽ kho với nửa ký cà chua nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp cà chua nè, củ hành nè, ớt nè vào trong cái cối xay sinh tố mình xay nhuyễn ra nha các bạn. Mình xay nhuyễn như vậy á thì cái cà nó mới mịn các bạn, nó thấm vào cái cá nó rất là ngon ha. Thì cái đây là nửa ký cà chua nha các bạn. Đó, nửa ký cà chua á thì bây giờ á là đó, bạn cho vào đây khoảng 1 muỗng canh nước mắm đó nha các bạn, là 1 ml á, 10 ml đó bạn, xin lỗi. Nửa gram muối nha. Muỗng cà phê bột ngọt, bột nêm nha các bạn. Bột nêm ha. Rồi bạn cho vào đây khoảng 10 gram đường nha. Đó, thì bây giờ mình bắt đầu mình sẽ xay cái hỗn hợp này ra nó nhuyễn nha các bạn, rồi bắt đầu mình mới đi kho cá nha. Cái cà chua lên trên cái cối xay rồi nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp này ra nha các bạn. Hợp cái cà chua trong cái cối xay sinh tố mình đã xay nhuyễn ra rồi nè các bạn, thì bắt đầu bây giờ mình xào cái sốt cà chua này trước nha các bạn. Cái nồi lên bếp nè, bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào mình xào cái cà chua trước nha các bạn. Cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn vào trong nồi để mình xào cái cà chua nha các bạn.
hành tím vào mình phi cho nó thơm nha các bạn. Rồi hành tím nó thơm rồi thì mình sẽ cho cái sốt cà chua vào mình xào nha các bạn. Các bạn cho cái sốt cà chua vào mình xào lên nha, cho nó thơm nha. Rồi mình sẽ nêm nếm cái sốt cà chua này luôn nha các bạn. Rồi cái sốt cà chua này mình sẽ làm cho nó sôi lên, nó kẹo lại thì mình sẽ cho cá vào nha các bạn. Mình sẽ cho cá vào mình kho riu riu ha. Này mình nêm mặn mặn ngọt ngọt vừa ăn nha các bạn. Đó. Sốt cà chua nó sôi rồi thì bây giờ mình sẽ cho cá vào nha các bạn. Mình sẽ cho cái cá này nè, mình rửa sạch nè mà. Đó. Mình cho vào ha. Mình làm mình cho nó kho nó riu 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 nha các bạn, cho nó thấm nha các bạn. Cái nồi cá kho của mình nó sôi này các bạn, thì giờ bây giờ mình đậy nắp lại, mình kho riu riu ha, cho nó rụt cái mềm cái xương nha các bạn. Mình đậy nắp như thế này thì nó mềm cái xương ha. Đó, mình hầm trong đó nha các bạn. Thì giờ mình sẽ để lửa riu riu cho nó sôi cho đến khi mà cái cà nó cạn, nó thấm vào cái cá thì được nha các bạn. Đó, mình nêm nếm nó vừa ăn ngọt ngọt mặn mặn như cá sốt, cá hộp sốt cà chua nha các bạn. Đó. Này kho bạn để lửa riu riu thôi nha, bạn đừng có để lửa lớn nha. Mình để lửa lớn á là nó sẽ bị khét cái cá dưới này nha các bạn. Lâu lâu á thì bạn lấy cái giá hay cái sàn á, bạn làm cho cái cà chua nó xuống dưới cái đít nồi á, cho nó đừng có bị khét ha. Mình để nhỏ nhỏ lửa thôi nha các bạn. Món này thì mình ăn với cơm trắng với bánh mì thì rất là ngon luôn á nha các bạn. Riu riu bạn nãy giờ cũng được tiếng đồng hồ bạn, cái nước sốt cà chua bạn nó kẹo lại nè, nó rất là ngon luôn đó bạn. Đó thì cái món này mình ăn với bánh mì hoặc là cơm trắng thì rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Thì cái này mình nêm nêm mặn mặn ngọt ngọt lạt lạt á, thì mình ăn với cơm nó rất là ngon luôn đó các bạn. Thấy không, nước nó kẹo lại ha, mình cho cái làm cho cái nước nó kẹo lại, nhìn các bạn rất là ngon luôn các bạn. Mình xay nó nhuyễn ra thì cái nước nó ngon lắm các bạn. Cái này mình chấm bánh mì ăn là tuyệt vời luôn đó các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới, động viên tinh thần mình làm video ha. Mình rất thích làm video luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo ha. Thì cá này thì nó nhỏ lắm nên mình kho nó rất là mau mềm xương nha các bạn. Còn cá lớn thì mình kho thời gian nó lâu hơn. Nãy giờ mình hâm riu 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 1 tiếng đồng hồ thì nó được như thế này rồi. Rồi hôm nay thì mình cũng kết thúc video đây nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo hấp dẫn hơn nha.